sầu riêng bản địa của Việt Nam. Đầu tiên là giống sầu riêng Hổ Qua Sanh. Đây là giống địa phương từng được trồng phổ biến ở vùng Cai Lậy, Tiền Giang. Lúc đỉnh điểm có đến 83% nông dân ở đây trồng loại giống này, và cũng có thể nói đây là loại giống tạo tiền đề để tạo nên danh tiếng cho vùng sầu riêng Cai Lậy hôm nay. Với những đặc điểm cây sinh trưởng mạnh, cành lá phát triển xum xuê, ít gặp sâu bệnh. Thời gian thu hoạch tự nhiên là từ 95 đến 100 ngày. Cây dễ ra hoa và tỷ lệ đậu trái rất cao. Đậu trái thành chùm từ 7 đến 10 trái. Trọng lượng trái đạt từ 1,5 đến 2 kg. Trái có dạng hình thoi, vỏ có màu xanh, hơi sáng, cơm có màu vàng, hơi nhạt, vị ngọt, béo vừa và có hậu đắng nhưng rất thơm. Nhược điểm của loại giống này là có hạt to, cơm ít và dễ bị nhão, và giá bán không cao nên gần như bị thay thế bởi các giống khác có phẩm chất và giá trị cao hơn. Tiếp theo đó là giống sầu riêng Chính Quá. Đây là giống địa phương của ông Nguyễn Văn Hóa ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Sầu riêng Chính Hóa trái có hình trụ, đít lõm, vỏ trái có màu vàng cám. Thời gian thu hoạch tự nhiên là từ 100 đến 110 ngày. Trọng lượng trái trung bình đạt từ 2 đến 2,5 kg. Thịt trái có màu vàng rơm, rất béo, ngọt, cơm mềm, không dính tay, ít sơ, ít sượng. Nhược điểm của giống này là khó điều kiện ra hoa và cơm dễ bị nhão nếu quả quá chín. Tiếp theo là giống sầu riêng Sáu Hổ. Đây là giống sầu riêng của ông Sám Hổ ở xã Lương Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Với đặc điểm cây sinh trưởng mạnh, tỷ lệ đậu trái cao, thường đậu trái thành chùm. Thời gian chín tự nhiên là từ 105 đến 115 ngày. Trọng lượng trung bình từ 1,2 đến 2 kg. Trái có hình thon dài, vỏ màu xanh đậm đến xanh rêu, rai nhỏ, gốc dài, khít. Cơm có màu vàng đậm, ráo cơm, rất dẻo, không sơ. Vị ngọt đậm, khá béo, mùi thơm mạnh. Hạt lép, cơm dày. Giống này khá phổ biến ở Tiền Giang, nhưng do trái nhỏ nên khả năng thương mại không cao. Tiếp theo là giống sầu riêng Chuồng Bò. Đấy được cho là giống của ông Tư Tây ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cái tên Chuồng Bò là do cây sầu riêng ngon, một cành chuồng bò nên nó có tên gọi là sầu riêng Chuồng Bò. Với đặc điểm cây sinh trưởng mạnh, tỷ lệ đậu trái cao, thường đậu trái thành chùm. Trái có hình trụ tròn, vỏ màu xanh đậm đến xanh rêu, gai nhỏ, ngắn, khít. Đít trái có hình đồng tiền. Thời gian chín tự nhiên là từ 125 đến 135 ngày. Trọng lượng trung bình của trái đạt từ 1,5 đến 2,5 kg. Cơm có màu vàng sáng, mềm, rất mịn, không sơ. Vị ngọt đậm, rất béo, mùi thơm mạnh. Hạt lép, cơm nhiều. Giống này được trồng khá phổ biến ở khu vực miền Tây và được thị trường Hồ Chí Minh rất ưa chuộng. Cuối cùng là giống sầu riêng Ri Sáu. Đấy là giống sầu riêng của ông Sáu Ri ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cây sinh trưởng mạnh, tán thành tháp, phân cành ngang đều, tỷ lệ đậu trái cao, trái hình elip, gai to, tù, thưa, chân gai có hình ngũ giác, vỏ màu xanh sáng, vỏ mỏng trung bình, thời gian chín tự nhiên từ 105 đến 115 ngày, trọng lượng trung bình từ 2 đến 4 kg, cơm dày, màu đậm, ráo cơm, có ít sơ, vị ngọt, béo, mùi thơm hấp dẫn, hạt lép, cơm nhiều. Ri Sáu với những ưu điểm của mình, hiện đang là giống sầu riêng bản địa được trồng nhiều nhất ở Việt Nam.